Nam mô Phật Thà Giả. Đây là chương trình Phật pháp Bút Thách Thâm Nói trên Pao Thốt mỗi ngày 2 giờ và mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 1 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tùy theo giác đẳng, bài 25, kinh 7 mồi, Miwa Basutta. Phân đoạn 129 đến 130 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp thỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh được tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thất đại nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ Thái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Sư dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ.
Dạ chúng con chưa thấy ông Phật từ xưa trong lúc, nhưng con kính thỉnh thỉnh toàn mà giác nặng mà. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, cái đây là chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kinh Bảy Mồi, là một bài kinh mà Đức Phật ngài dạy về những cái cạm bẫy ở trong đời sống tu tập. Đôi khi chúng ta quan niệm rằng ở trong cái việc tu hành có tâm tu là tốt rồi, nhưng mà cũng không hẳn như vậy. Có tâm tu là một lẽ, nhưng mà cái phương cách tu tập nó lại là một cái điểm và quyết định sự thành bại, và không dễ dàng. Đức Phật ngài đặc biệt dùng cái thí dụ con những đàn nai. Nếu quý vị nào sống ở tại Mỹ hay là ở những quốc gia mà có nai nhiều, và nai là một sinh vật mà thường sống ở ven rừng, giữa rừng rậm và cái thế giới loài người, thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên để biết rằng loài nai có những thứ rất là tinh khôn. Nó biết lò lách bính tránh né sự săn bắn con người, và có những con nai rất là dại dột. Thì Đức Phật ngài dùng ví dụ này không phải chỉ là một dụ ngôn bình thường, mà qua đó cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc tu tập nó có đòi hỏi những thứ gọi là cái khéo. Và cái khéo như thế nào thì chúng ta hãy nghe bài kinh ngày hôm nay, phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa thỉnh đại đức Pháp Tính giảng dạy ý nghĩa bài học này. Thật ra thì kinh chỉ đưa ra bốn đàn nai và bốn hạng sa môn, chi pháp thì không có nhiều, nhưng mà phần kinh văn thì hơi dài. Quý Phật tử chịu khó kiên nhẫn một chút, sau khi nghe phần kinh văn xong thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Xin mời cô Trương Thủy đọc cho phần kinh văn. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn dắt bài học ngày hôm nay. Con xin đọc bài 25 kinh Bảy Mồi Niwa Bá Sutta, phân đoạn 129 đến 130. Tên kinh lấy từ thí dụ trong bài kinh mà trong đó người thợ săn dùng bảy mồi để dụ bắt những con nai. Dụ ngôn này để chỉ cho những cạm bẫy một người tập có thể dính phải. Đây là một pháp thoại được Đức Thế Tôn giảng dạy, giảng cho tăng chúng trong sinh hoạt hàng ngày tại chùa Kê Tá Quá Ná Sa Bát Thí. Nội dung bài kinh mang một thí dụ về bốn đàn nai đối với bảy mồi của thợ săn. 129, dụ ngôn loài nai và mồi bẫy của thợ săn. Nai là loài ưa thích sống giữa lằn ranh của rừng rậm hoang dã và xóm làng. Những con nai thường có khả năng thích nghi rất tốt và rất khôn ngoan để đối phó với những cách săn bắt khác nhau của con người. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng bốn đàn nai để làm thí dụ. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Chetawana, giường ông Anathapindika, cấp cô độc. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này, các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai không nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai để đàn ấy được sống lâu, được tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn. Chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai để đàn này xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn. Sau khi thâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn. Giữa các đồi mồi này,
Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy. Ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai đầu tiên xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Chư tỳ kheo, như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi những ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt. Kinh văn: ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi, trở nên thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo như ý người ta muốn giữa các đồi mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai đầu tiên không thoát khỏi ý như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy, chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở thành các mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, thăm đắm, ăn các đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của hai đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú. Nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn, nhưng mê ăn đến độ quên mình, nên cuối cùng vì thợ săn phát hiện rồi cùng bị bắt. Kinh văn: ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này xâm nhập thăm lắm, ăn các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, thăm lắm, ăn các đồ mồi, trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy, chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng ăn và ăn trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và ăn trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập thăm đắm, ăn các đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập thăm đắm, ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, nay thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Nay chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không thăm đắm,
Chúng ta sẽ ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không thăm đắm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vật. Vì làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi, giữa người thợ săn bẫy mồi. Rồi chúng làm chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không thăm đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không thăm đắm, ăn các món ăn, nên chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc người thợ săn bẫy mồi suy nghĩ như sau: đàn nai thứ ba này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba này thật có thần lực và mái. Chúng ăn các đồ mồi được gieo ra này, mà chúng ta không được biết đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi họ bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những người viếng thuộc người thợ săn bẫy mồi thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để lấy đồ ăn. Như vậy, này các tỷ kheo, đàn nai thứ ba này không thoát được như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đàn nai thứ tư tinh khôn, biết tìm nơi ẩn nấp khó tìm. Ăn thì ăn, nhưng chẳng say đắm thức ăn đến mức quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đến đi, khiến thợ săn bó tay không làm gì được. Ở đây, này các tỷ kheo, đàn nai thứ tư suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: nai đầu tiên này xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần chỗ các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không thăm đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn gieo ra. Vì không xâm nhập, không thăm đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những gì bị làm theo người ý người ta muốn giữ những đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Rồi chúng ta làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không thăm đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không thăm đắm, ăn các món ăn, chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn dựng những đồi mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau:
Đàn nai thứ ba này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba này thật khó, thần lực và ma quái. Theo ra, chúng ta được biết đường đi lối về của chúng. Vậy hãy bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi, rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi họ bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để lấy đồ ăn. Như vậy, đàn nai thứ ba ấy đã không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy, chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không thăm đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không thăm đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn, do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật, do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn. Giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi, rồi đằng nay thứ tư là một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc người của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không thanh đắm, chúng ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không thanh đắm, ăn các món ăn, chúng không trở thành mê loạn, do không mê loạn, chúng không trở thành phóng dật, do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau: đàn nai thứ tư này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ tư này thật có thần lực và ma quái. Và chúng ăn các đồ mồi được gieo ra mà chúng ta không biết được đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi họ bao dây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Nhưng này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy đã không thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn và những quyến thuộc của người ấy lại suy nghĩ như sau: nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá, sẽ đánh phá các đàn nai khác. Các đàn nai khác bị đánh phá, sẽ đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy, toàn thể đàn nai sẽ từ bỏ các đồ mồi được gieo này. Vậy chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tư. Này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy không can thiệp vào đàn nai thứ tư. Như vậy, này các tỷ kheo, đàn nai thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Những điểm cần nhớ. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng bốn đàn nai để làm thí dụ. A. Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy. B. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sa vào rừng, rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt. C. Đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của hai đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú, nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn, nhưng mê ăn đến độ quên mình, nên cuối cùng bị thợ săn phát hiện rồi cũng bị bắt. D. Đàn nai thứ tư tinh khôn, tìm nơi ẩn nấp khó tìm, ăn thì ăn, nhưng chẳng say đắm thức ăn đến mức quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đến đi, khiến thợ săn bó tay không làm gì được. Một trăm ba mươi, bốn hạng sa môn ở đời.
Cô Thanh Thủy hoan hỉ cầm mic trở lại trong room, không còn nghe âm thanh của cô nữa. Kính văn ở đây, này các vị kheo, Sa môn Bà La môn đầu tiên xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra. Và các vật dụng thế gian ở đây họ xâm nhập thăm đắm ăn các món ăn nên trở thành mê loạn, vì mê loạn họ trở thành phóng dật, vì phóng dật họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma. Muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này không thoát được như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên trong thí dụ. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt để chỉ cho những người khổ hạnh ép sát. Ở giai đoạn đầu có vẻ như thượng sách, nhưng vì sự hành sát không mang lại giải thoát đích thực, mà trái lại khi bỏ cuộc thì lao mình vào sự hưởng thụ dục lạc rồi sa đọa. Kinh văn ở đây, này các tỷ kheo, hạng sa môn và la môn thứ hai suy nghĩ như sau. Hạng sa môn và la môn đầu tiên này đã xâm nhập, thăm đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra, và các vật dụng thế gian ở đây họ xâm nhập thăm đắm ăn các món ăn trở thành mê loạn, vì mê loạn họ trở thành phóng dật, vì phóng dật họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi ấy và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, hạng sa môn bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng an trú. Họ hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Ở đây, họ trở thành những người ăn cỏ lúa, ăn lúa tắc, những người ăn gạo lứt, những người ăn hột cải, đi quá rá, những người ăn gia dụng, những người ăn trấu, những người ăn nước bột gạo, những người ăn hột dừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, những người ăn trái cây, những người ăn rễ cây trong rừng, những người ăn trái cây rụng để sống. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, thân hình của hạng sa môn và la môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng sa môn và la môn ấy trở thành hết sức gầy yếu nên sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây họ xâm nhập tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn họ trở thành phóng dật, do phóng dật họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hạng sa môn bà la môn thứ hai này giống như đàn nai thứ hai trong ví dụ này. Đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của hai đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú, nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn nhưng mê độ quên mình nên cuối cùng bị thợ săn phát hiện rồi cũng bị bắt ám. Chỉ cho những người tu tập tương đối có trình độ nhưng rơi vào kiến chấp, khao khát tri thức, đam mê triết lý để rồi cuối cùng không làm được điều quan trọng của đời sống phạm hạnh là đoạn tận kiết sử, thành tựu chánh trí. Kinh văn này các vị kheo, ở đây hạng sa môn bà la môn thứ ba suy nghĩ như sau. Hạng sa môn bà la môn đầu tiên này xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi được ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, vân vân như trên, vân vân. Như vậy, hạng sa môn bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng sa môn bà la môn thứ hai suy nghĩ như sau.
Hạng Sa Môn, Bài La Môn đầu tiên này xâm nhập thăm đắm ăn các đồ mồi dâu do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian vân vân như trên vân vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bài La Môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi vân vân như trên vân vân. Chúng ta từ bỏ hoàn toàn các đồ mồi vân vân như trên vân 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 vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ hai này cũng không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vận dụng thế gian. Ở đây, sau khi làm một chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không thăm đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Do không xâm nhập, không thăm đắm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Hạng Sa Môn, Bà La Môn này làm chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và giữa các vật dụng thế gian. Sau khi làm chỗ ẩn nấp ở đây xong, họ không xâm nhập, không thăm đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không thăm đắm, họ không ăn các đồ mồi nên không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau: thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, Như Lai sau khi chết có tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các sa môn, Bài La Môn thứ ba này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói rằng Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ ba này giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. Đàn nai thứ tư tinh khôn biết tìm nơi ẩn nấp khó tìm. Ăn thì ăn, nhưng chẳng say đắm thức ăn đến mức quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đến đi, khiến thợ săn bó tay không làm gì được. Dùng để chỉ cho những bậc tu hành tu tập, chỉ quán, vượt qua tất cả giai đoạn của hành trình cuối cùng chứng đắc cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đến đi dù cuộc đời không để lại dấu vết và ác ma không tìm bắt được. Ở đây, này các tỷ kheo, Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ tư suy nghĩ như sau: Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ nhất xâm nhập, thăm đắm, ăn các đồ mồi của ác ma và các vật dụng thế gian, vân vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bài La Môn này không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ hai suy nghĩ như sau: Hạng Sa Môn, Bài La Môn thứ nhất, vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ nhất không thoát được như ý lực của ác ma. Vậy, chúng ta hãy từ bỏ hoàn toàn các món ăn bảy mồi, vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ hai không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ ba suy nghĩ như sau: vân vân, như trên, vân vân. Như vậy, Hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ ba không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy, chúng ta hãy làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, chúng ta không xâm nhập, không thăm đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không thăm đắm ăn các đồ mồi nên chúng ta không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Rồi họ làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, họ không xâm nhập, không thăm đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không thăm đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian nên họ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi
và các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng sa môn và la môn thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này tỷ kheo, ta nói hạng sa môn và la môn thứ tư này giống như đàn nai thứ tư trong ví dụ này. Này các tỷ kheo, sao gọi là ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Như vậy gọi là vị tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Như vậy ta gọi là tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không ta ký đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Như vậy gọi là tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Như vậy gọi là vị tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có một vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy gọi là tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là vị tỷ kheo dân dân như trên, dân dân đường đi về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, và chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy mọi vật với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ, này các tỷ kheo, như vậy gọi là tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nhưng đến cần nhớ, bốn hạng sa môn trên, bốn hạng sa môn như trong bài kinh với các thí dụ là: một, những sa môn bà la môn hay người tu tập lợi dưỡng, do lợi dưỡng nên dễ dàng bị uế nhiễm bởi trần cảnh. Hai, những người khổ hạnh ép sát ở giai đoạn đầu có vẻ như thượng sách, nhưng vì sự hành sát không mang lại giải thoát đích thực, mà trái lại khi bỏ cuộc thì lao mình sự hưởng thụ dục lạc rồi sa đọa. Ba, những người tu tập tương đối có trình độ nhưng rơi vào kiến chấp, khao khát tri thức, đam mê triết lý, để rồi cuối cùng không làm được điều quan trọng của đời sống phàm hạnh là đoạn tận kiết sự, thành tựu chánh trí. Bốn, những hành tu chỉ quán vượt qua tất cả giai đoạn của hành trình, cuối cùng chứng đắc cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đến đi dù cuộc đời không để lại dấu vết và ác ma không tìm bắt được, nên cẩn thận. Năm loại ma được đề cập trong kinh điển là: một, phiền não ma, khi lê sanh ma rá, ngũ luận ngũ quẩn ma, khanh tham ma rá; ba, sở hành ma, apisankha rama rá; bốn, thiên ma, đê quá putta ma rá;
5. Tử thần ma mắt. Chúng ma rá bao gồm cả hai khái niệm. Ác ma trong bài kinh này, trong cách nói rộng, có thể bao gồm cả 5 loại ma nói trên. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo gác đẳng. Dạ, con đã đọc bài xong hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được điều này rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học bài kinh Bảy Mọi. Thì khi mà chúng ta chỉ nghe cái tựa bài kinh thôi đó, thì chúng ta không có hình dung được. Và khi mà chúng ta nghe đọc phần chánh văn rồi, nếu mà chúng ta có cái sự suy tư, có nghĩa là mình có cái sự suy nghĩ đó, thì mình thấy đúng là cái cuộc đời này nó phải nói rằng là nó đầy cạm bẫy. Ở trong cái bài kinh này đó thì thấy nói về cái đối tượng là Sa môn và các vị vị Bà La môn. Nhưng mà theo của chúng tôi đó, theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ ra đó, thì coi như là tất cả chúng ta, nói là nói chung là loài người của chúng ta là luôn luôn có rất là nhiều cái cạm bẫy. Cũng như đối với đàn nai thì dù có khôn có khôn có ngoan như thế nào, thì nếu mà không cẩn thận sẽ rơi vào những cái bẫy mồi của những người thợ săn. Còn đối với chúng ta đó, thì nếu mà chúng ta có khôn mà chúng ta không có ngoan, có nghĩa là chúng ta khôn mà chúng ta phải biết tu tập, thì chúng ta mới thoát khỏi được những cái sự khống chế của ác ma. Thì ở trong cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng tóm tắt lại là nó có bốn cái đàn nai. Bốn cái đàn nai, coi như là đàn nai thứ nhất đó là coi như là hãy mà gặp mồi là nhào vô, gặp mồi là nhào vô. Rồi cái đàn nai thứ hai đó thì thấy cái đàn nai thứ nhất đó, bị rơi vào cái bẫy mồi, thành ra đàn nai thứ hai sợ nên đã bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà bị kiệt quệ quá, có nghĩa là đến cái thời điểm mà không có lá cây hoặc là không còn nước uống vân vân, thì cũng phải đi tìm, cũng phải trở ra nơi đó để mà tìm mồi mà ăn, rồi cuối cùng cũng rơi vào bẫy đó. Rồi đàn nai thứ ba đó thì coi như là thấy hai đàn nai trước đã bị thất bại, nên đàn nai thứ ba đó là coi như là muốn tìm một cái chỗ, một cái chỗ mà cũng như là mình trú cho nó vững chắc, mình ẩn náu đó cho nó được an toàn. Rồi khi mà ẩn náu an toàn rồi đó, cứ nghĩ vào cái tư tưởng, nghĩ theo cái ý của mình,
là mình biết rõ đường đi lối về vân vân, thành ra dửng dưng và ỷ y cuối cùng cũng rơi vào tay của người thợ săn. Rồi đến đàn nai thứ tư á, là coi như là vừa có khôn mà vừa có ngoan nữa, có nghĩa là biết biết ẩn nấp một cách an toàn, rồi khi mà đi ăn, đi tìm mồi ăn, ăn no rồi quay trở về, chứ không có ăn đắm về những cái mồi, những cái bẫy mồi đó nữa. Thành ra đã thoát khỏi được cái sự mà rơi vào tay của người thợ săn đó. Thì đó là bốn cái đàn nai. Thì ở trong cái cuộc tu này quý vị, nó cũng có bốn hạng sa môn và nam môn. Cái hạng thứ nhất á, thì giống như là cái đàn nai thứ nhất, hãy mà coi như là gặp thức ăn là nhào ra đó. Thì đối với cái đời sống của vị sa môn thứ nhất này đó, sa môn và nam môn thứ nhất này á, là coi như là hãy mà ngũ dục, gặp danh lợi, gặp ngũ dục, gặp cái gì là sẽ ào ạt, coi như là không có biết kiềm chế, rồi coi như là cuối cùng sẽ làm mồi cho ác ma, có nghĩa là bị ác ma thâu tóm, bị ác ma thâu tóm đó. Rồi cái hạng sa môn và la môn thứ hai đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là có cái sự khôn hơn tí xíu, thấy cái hạng sa môn thứ nhất bị đắm nhiễm về danh và lợi, bị coi như là bị ngũ dục nó cuốn trôi, thì cái hạng sa môn và la môn thứ hai này đó mới tìm vào ở trong rừng, ở trong cái một cái chỗ an toàn để mà coi như là ẩn cư, không có muốn đi ra ở bên phía ngoài làng nữa đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, cái hình thức ở đây á, là sa môn bà la môn thứ hai này đó là có cái hình thức là khổ hạnh quý vị, có nghĩa là nghĩ rằng là mình trốn, mình ẩn nấp ở trong rừng, ở trong núi là nó sẽ được an toàn, nó sẽ được an toàn, với cái cũng như là nghĩ rằng ở trong đây hãy mà có cái gì thì mình dùng cái đó, lá cây mình dùng lá cây, hoặc là cây trái ở trong rừng thì mình dùng theo cây trái ở trong rừng. Thì cái hạng sa môn bà la môn thứ hai này đó, thì chúng ta thấy rằng họ nghĩ như vậy cũng được, họ nghĩ như vậy cũng được, nhưng mà họ rơi vào một cái cực đoan, có nghĩa là họ rơi vào cái thiên về cái khổ hạnh quý vị. Chúng ta nghĩ rằng là ở trong cái đời sống cực khổ này là nó sẽ dẫn đến cái sự giải thoát. Thành ra đó, rồi sau một thời gian đó, không có thấy được cái kết quả gì hết, rồi cũng chạy trở về làng. Thì quý vị thấy rằng á, đối với cái người mà sa môn và la môn á, mà chúng ta mà bị ép mình ở trong khuôn khổ quá, khi mà chúng ta gặp được ngũ dục, có nghĩa là chúng ta gặp được cái sự thoải mái, thì lúc đó đó chúng ta sẽ đắm nhiễm, chúng ta sẽ bị đắm nhiễm ở trong những cái dục lạc đó liền. Đó quý vị thấy rằng cũng như có những cái người đó, quý vị thấy rằng như ở trong Pháp Cú Kinh đó, có những cái câu chuyện chúng ta thấy rằng có những người do họ đời sống của họ cực khổ, thiếu thốn về cái điều này điều kia, thiếu thốn quá, rồi khi mà họ thấy cái đời sống của vị sa môn là được đầy đủ, rồi họ cũng muốn xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia rồi sao quý vị, xuất gia rồi họ được tắm mình ở trong ngũ dục, có nghĩa là họ được hưởng cái sự dư của chư tăng. Thành ra đó lâu ngày họ cảm thấy họ đắm nhiễm, rồi khi mà đắm nhiễm thì họ sẽ phóng dật, thành ra đó họ bị làm mồi cho ác ma. Thì vậy thì ở chỗ này đó, chúng tôi muốn ngưng lại đó, chúng tôi nói rằng là quý vị thấy rằng cái đời sống tu tập đó, của quý vị tu hành đó, cái giới tu hành đó, nó cũng giống như là cái đàn nai thứ nhất và cái đàn nai thứ hai. Chúng ta mà gặp ngũ dục mà chúng ta chạy thẳng vào đó, chúng ta mê đắm quá đó, thì nó cũng rơi vào cái sự tai hại. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta ép mình quá,
là chúng ta ép mình ở trong khuôn khổ quá đó, là thì nó cũng tai hại quý vị. Tại sao vậy? Cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đi theo con đường trung đạo. Đối đời sống ở bên ngoài là chúng ta cư xử thì chúng ta phải đi theo cái con đường trung dung, là có nghĩa là mình không có thiên về cái gì hết, là chúng ta không có thiên gì về một cái điều gì hết. Ở trong cái tư tưởng của người đời đó, là người ta ưa có cái sự suy nghĩ rằng là đối với đời tu đó, là phải cực khổ, là đối với người tu đó, là phải cực khổ, phải ép sát. Như ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng đó, cái người mà người ta ép sát quá đó, là người ta ép sát quá đó, thì sức lực của người ta bị cạn kiệt đó. Mà quý vị thấy rằng á, mà mình lợi dưỡng quá thì cũng không được, mà mình ép sát quá đó thì cái sức khỏe của mình bị cạn kiệt. Mà sức khỏe của mình á, nó bị cạn kiệt á, thì nó ảnh hưởng đến cái gì quý vị? Ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến tâm lý đó. Thành ra đó, lúc đó thiền định của chúng ta nó cũng không có chứng đạt gì được hết, chứ đừng nói chi là đạo quả. Rồi có nhiều người á, là người ta nghĩ rằng là vậy thì tại sao mà có những cái vị đi theo hạnh đầu đà, người ta đi theo cái hạnh đầu đà là khác nhau quý vị. Đối với những vị tu sĩ á, mà có gìn giữ những cái hạnh đầu đà là để làm chi? Tại vì cái vị tu sĩ đó người ta biết rằng là thí dụ như là người ta nặng về tham, người ta nặng về tham ở trong vật thực, ở trong cái thức ăn, hoặc là có những người người ta nặng về tham ở trong cái việc ngủ nghỉ, hoặc là có những người người ta nặng về tham ở trong những cái bộ y phục. Thành ra người ta sẽ tu tập cái pháp môn, người ta sẽ tu tập cái pháp môn khổ hạnh đó, một cái pháp môn khổ hạnh đó để chi vị? Để nó đối trị lại với phiền não. Thí dụ như người mà người ta bị dính mắc ở trong những cái thức ăn thì người ta sẽ thọ trì cái hạnh thất thực từ nhà đó, hoặc là người ta chỉ ăn ở trong bát, khi mà người ta ngồi một chỗ ăn rồi người ta đứng dậy người ta không ăn nữa, hoặc là có những vị bị đấm nhiễm, người ta biết cái cơ tánh của người ta là tham ở trong, thành ra đó người ta chỉ thọ trì về tam y thôi, có nghĩa là người ta mặc chỉ nhiêu đó thôi. Rồi có những người do người ta biết rằng là người ta bị tham đắm ở trong cái chuyện mà ngủ nghỉ, thành ra người ta nguyện thọ trì cái hạnh đầu đà là ngăn cái quan nghi nào đó. Thì quý vị thấy rằng là những người đó đó không phải là cái sự mà ép sát khổ hạnh, mà do cái vị này biết biết rằng mình bị cái phiền não đó nó chi phối mạnh, thành ra sẽ lấy cái pháp môn này để mà tu tập, để mà đối trị, để mà ngăn ngừa, nó khác như khổ hạnh đó. Còn quý vị thấy rằng những người mà khổ hạnh á, cái khổ hạnh á, cái con đường đó nó không có dẫn đến giải thoát, là tại sao? Tại vì nó làm cho bản thân của người đó sẽ bị khó chịu, sẽ bị khổ vì cái sự mà nhịn ăn của mình, hoặc là vì cái sự mà mình quá khắt khe với cái đời sống của mình đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái đàn nai thứ hai đó cũng giống như cái hạng sa môn bà la môn thứ hai, là ép mình quá, ép mình ở trong cái sự khổ hạnh quá, rồi khi mà gặp chịu không có nổi, hoặc là không đạt đến cái kết quả gì, thì lúc đó cái người đó người ta dễ buồn chán, người ta dễ buồn chán. Mà hễ mà buồn chán á, người ta trở về với cái đời sống thường thì lúc đó người ta sẽ đam mê, người ta sẽ đam mê. Thật ra quý vị thấy rằng khi mà mình đi theo cái đường của Đức Phật dạy, cái con đường trung đạo là tốt nhất, cái con đường trung đạo là tốt nhất. Mình bằng lòng, mình vừa lòng với những gì mình có bằng cách hợp pháp, chúng ta cũng không có mong cầu, mình cũng không có mong cầu rằng là mình sẽ có được chúng sẽ có được tứ vật dụng, mình không có mong cầu. Nhưng mà hãy mà khi mà mình có được mà một cách hợp pháp, thì tâm của mình vẫn hoan hỷ, biết rằng là những cái điều này là do chánh mạng, do chánh nghiệp, do chánh ngữ mà mình có được. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy có cái giá trị của cái đời sống tu tập. Mà thật sự ra đó, cái điều này á, quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Sa Môn Quả cũng nói về nhiều. Có nghĩa là cái quả báo của vị Sa Môn, nếu mà cái vị đó tu hành mà đúng thật sự là một cái chúng sanh, một cái người
mà có phước thì tự nhiên những cái điều đó, những cái lợi lộc đó nó sẽ phát sanh đến cái vị đó thôi. Còn nếu mà mình mà là cái người mà không có phước á, bây giờ mình có mong cầu, mình có tìm tòi bằng cách này bằng cách kia, mình ra sức rất là nhiều, có khi thì nó không đạt được. Mà nếu mà nó đạt được thì chỉ có một chút ít thôi, chỉ có một chút ít thôi. Quý vị biết có nhiều người người ta hỏi rằng là tại sao các vị sư không làm, không có làm chao, không có làm tương, rồi không có làm đậu đồ này kia để dự trữ, hoặc là để trao đổi, để thay đổi cái đời sống, để thay đổi cái đời sống. Thì thật sự ra chúng tôi nhìn, chúng tôi biết là những người này là coi như là người ta theo cái tư tưởng riêng, hoặc là người ta không có niềm tin về nhân quả. Thật sự ra nếu mà một người mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tưởng mình làm như vậy là coi như là đời sống của mình nó được sung túc, chưa chắc gì mà mình làm những cái điều đó mà cái đời sống mình nó được sung túc, quý vị đó. Quý vị thấy rằng có những người là người ta tìm đủ thứ cái phương kế, cái phương cách, giống như là cái người đời vậy đó. Hãy mà cái người đời người ta mở ra cái dịch vụ cho thuê xe thì người ta cũng tìm đến những cái cách để mà làm ăn như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao, quý vị? Nếu mà mình mà có đạt được cái tài sản đó thì thế gian đời người ta cũng chê mình thôi đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập đó, chúng ta không có mong cầu mà chúng ta cũng không có khước từ. Cũng như cái bài kinh trước đây đó, khi mà mình nghe Đức Phật giải thích cho chúng ta biết những gì mà chúng ta có được với cái tâm của mình, mình cũng hoan hỷ nhưng mà không có tham đắm ở trong những cái điều đó. Nếu mà mình có đi giảng dạy mà mình được hội chúng tán thán hoặc là khen tặng gì đó, mình chỉ nghĩ đây là cái trách nhiệm mình phải làm, đây là trách nhiệm mình phải làm, thì đối với cái đời sống mình tu tập như vậy đó, thì nó sẽ không có rơi vào lợi dưỡng, mà nó không có rơi vào cái sự mà ép sát khổ hạnh. Vì hai cái con đường này đó không có dẫn chúng ta đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà hơn nữa là chúng ta sẽ làm mồi cho ác ma, có nghĩa là chúng ta sẽ nằm trong cái tầm tay của ác ma muôn thở nếu mà chúng ta đi theo hai cái con đường này. Rồi cái con đường thứ ba đó, Đức Phật đã ví dụ cho chúng ta nghe về cái đàn nai thứ ba. Cái đàn nai thứ ba đó, quý vị biết rất là quan trọng. Cái đàn nai thứ ba là coi như là ẩn nấp, tìm cái chỗ ẩn nấp được an toàn. Đó, tìm cái chỗ ẩn nấp được an toàn. Rồi khi mà đi ra ăn mồi đó, ăn mồi đó thì sao, quý vị? Không có để lại cái dấu vết. Có nghĩa là biết cái cách đi để mà không có bị cho người ta phát hiện được, trở về cái trú xứ, cái chỗ núp của mình một cách an toàn. Rồi lúc đó đó, cái ông thợ săn á, cùng với quyến thuộc ông á, mới tìm ra cái phương, tìm ra cái cách khác, là coi như là biết đàn nai đi về bằng cái cách này ha, thì ông mới làm những cái bẫy sập, những cái cột trụ để mà làm những cái bẫy sập mà nó được bao vây, nó bủa lưới khắp nơi. Thành ra cái đàn nai thứ ba là cũng bị rớt vào cái cạm bẫy. Thì cũng giống như là những vị sa môn bà la môn, cái hạng sa môn bà la môn thứ ba này đó, là quý vị biết rằng là cũng tìm cái chỗ nấp, tìm một cái chỗ núp được an toàn, có nghĩa là cũng bỏ vào ở trong rừng, ở trong những cái trú xứ nó được thanh tịnh để mà tu tập, để mà tu tập, quý vị. Nhưng mà khi mà tu tập á rồi thì sao? Có người á thì đạt được cái điều này điều kia, đạt được thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị đạt được những cái ấn chứng này, những cái ấn chứng kia, nhưng mà chưa có đoạn trừ lậu hoặc, chưa có đoạn trừ lậu, nhưng mà lúc đó thì sao? Thì đi ra lại ở trong làng, rồi bị ở trong đây đó, quý vị thấy rằng có những cái ví dụ như là những cái cột trụ hoặc là những cái bẫy sập của người thợ săn và quyến thuộc của người săn. Có nghĩa là như thế nào, quý vị? Khi mà mình tu tập mà mình có được một chút gì đó
À, thì nếu mà mình phóng dật, có nghĩa là mình không có cái sự mà canh phòng á, à, mình đi ra ngoài, thì quý vị thấy rằng lúc đó, à, nó có nhiều cái cám dỗ hơn. À, quyến thuộc của người thợ săn cùng với các cột trụ và cùng với những cái bẫy sập, đó là cái gì? Đó là khi mà chúng ta được có một chút gì đó mà chúng ta không có khéo, à, thì chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị, à, dính vào, à, những cái danh, à, hoặc là những cái lợi lộc. Đó, quý vị thấy rằng ở trong đời sống tu tập, à, nếu mà mình không khéo á, à, mình chỉ có, à, đi ra ngoài, à, thân cận, à, với nhóm này, à, thân cận, à, với đoàn thể kia, vân vân, thì lúc đó, đó người ta biết, à, ông này, à, những cái vị này không có tham đắm, à, về thức ăn, không có tham đắm về, à, tứ sự, vân vân, à, thì nó còn cái gì nữa quý vị? Nó còn danh lợi, nó còn địa vị. À, bây giờ tôi phong cho ông một cái chức, à, tôi phong cho ông một cái chức, à, vụ, à, thì lúc đó thì người ta đã nhận cái chức đó rồi thì sao quý vị? À, thì mình phải lo, à, mình phải lo giữ cái chức đó, à, bằng cách này bằng cách kia, à, đó thì từ đó thì mình sẽ, à, trở thành cái vị đó, sẽ trở thành cái miếng mồi cho, à, danh lợi đó. Thành ra nó ở trong cái cuộc sống này á, à, tiền tài danh lợi địa vị đó, thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình không bị vướng vào cái này cũng vướng vào cái kia, đó là do đâu? Là do mình bị phóng tâm, là do mình bị phóng tâm, có nghĩa là mình không có cái sự phòng hộ. Thành ra ở trong cái đàn nai thứ ba này đó, là nó rất là quan trọng, là nó rất là quan trọng, có nghĩa là chúng ta gần như là đi đến cái điểm an toàn rồi. Và mình ở trong tâm mình á, mình nghĩ mình sẽ đi đến cái điểm an toàn rồi, à, thành ra lúc đó mình bị ỷ y, à, mình bị ỷ y, thành ra đó mình trở ra lại ở trong làng hoặc là ở trong, à, cái khu rừng đó, rồi mình mới bị, à, những cái, à, vật dụng, những cái danh lợi, những cái quyền tước, những cái địa vị đồ này kia vân vân. Thành ra đó chúng ta phải biết rằng là cái bẫy sập, à, cái chữ bẫy sập ở đây rất là quan trọng, à, và những cái cột trụ rất là quan trọng. Người ta cho mình, à, người ta chỉ cần cho mình, à, một cái chức vụ gì thôi, à, hoặc là một cái địa vị gì thôi, à, hoặc là một cái danh tiếng thôi, thì lúc đó là chúng ta sẽ coi như là chúng ta ham thích ở trong cái chuyện đó, thành ra chúng ta sẽ bị rơi vào, à, chúng ta rơi vào cái tầm trấn giữ, à, của ác ma đó. Rồi vậy thì ở trong cái đàn nai thứ ba này đó, là cũng đồng nghĩa với cái hạng, à, sa môn, là bà la môn thứ ba này, cũng cuối cùng tưởng rằng là mình được an toàn, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng rơi vào, à, tay của ác ma, à, tiếp tục, à, rồi ở trong cái hạng sa môn bà la môn thứ ba này á, rồi có một cái điều nữa, à, có một cái điều nữa quý vị thấy rằng á, do những cái vị này, à, tu tập, à, rồi có được, cũng như là có được một chút gì đó, à, một chút gì đó tinh tấn, một chút gì đó, à, có cái sự mà siêng năng, hoặc là có một cái kết quả gì đó, rồi những cái vị này dựa theo cái tư kiến đó của mình, à, dựa theo cái tư kiến đó của mình, giống như là cái đàn nai, à, đàn nai thấy rằng là bây giờ là ta đã coi như là đi về là thông dong tự tại rồi, không có ai phát hiện ra được đó, thì những vị sa môn và la môn này lúc này dựa theo cái tư tưởng của mình, thành ra suy nghĩ rằng là cái thế giới này thường còn, hay là cái thế giới này, à, không có thường còn, có nghĩa là chúng ta tu tập lúc đó chúng ta chưa có đoạn tận được lậu hoặc, chưa có đoạn tận được các cái kiết sử, chưa có đoạn tận được phiền não, thành ra lúc đó chúng ta cứ ỷ y vào cái tư tưởng của mình, thành ra lúc đó là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta rơi vào một trong hai cái điều đó, à, hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái đời này đó, nếu mà chúng ta chỉ lơ là với chánh pháp chút xíu thôi, à, mình chỉ lơ là với chánh pháp chút xíu thôi là mình sẽ rơi vào hai cái cực đoan liền, à, một là chúng ta cho chết là hết, à, chúng ta cho rằng chết là hết, hai là chúng ta sẽ, à, cho rằng là có một cái gì đó sẽ cứu rỗi mình, có nghĩa là một cái đấng, à, thượng đế gì đó đó, thì chúng ta sẽ, có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình chỉ hờ hững với chánh pháp, lơ là với chánh pháp chút xíu thôi,
là mình sẽ đi theo cái phương hướng của mình, có nghĩa là mình cứ đi theo cái tư kiến của mình, mà hãy mà mình đi theo kiến của mình á, thì cuối cùng sao? Một là rơi vào thường kiến, hai là rơi vào đoạn kiến. Đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái thế gian này, ở trong cái cuộc đời này, nó là như vậy đó. Nếu mà chúng ta không có tu học, chúng ta không có gặp được những cái bài kinh này, chúng ta không có gặp được cái lời dạy của Đức Phật, là coi như là chúng ta sẽ rơi vào hai cái trường hợp này. Thành ra đó, quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trong cái bài kinh này đó, chúng tôi thấy cái đàn nai thứ ba với cái hạng Sa Môn và La Môn thứ ba này, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, nó rất là gần gũi với những cái tư tưởng của mình. Đó, nhiều khi quý vị thấy không, có những người chúng tôi nói thật sự ra đó, có nhiều khi chúng tôi chỉ muốn chia sẻ cho mọi người để mà thấy về cái điều mà mình ưa bị vướng vào. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với người cư sĩ, người Phật tử, ai cũng năm giới, ai cũng giữ ngũ giới, ai cũng giữ bát quan trai giới, nhưng mà mỗi người có một cái phân biệt riêng. Tôi được thọ giới từ cái vị đó, thành ra tôi có cái giới nó trong sạch hơn. Thật sự ra đó, thật sự ra trong sạch hơn là như thế nào? Là mình biết giới là cái điều mà để ngăn ngừa cho mình không có bị phạm tội, chứ không phải là từ một cái vị đó mà làm cho mình được trong sạch hơn, không có. Đó, mà mình biết rằng cái sự giữ giới để làm cho mình tiến hóa, để làm cho tâm của mình nó không bị hối quá, mà nó được thanh tịnh, để mà chúng ta dễ dàng chúng ta đi vào thiền định, chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập để mà tiến lên thiền quán, chứ không phải là giới mà chúng ta giữ rồi chúng ta đem so đo, chúng ta đem moi móc người đó như vậy, người người kia như thế nọ, vân vân, không có bằng mình. Nếu mà mình giữ giới như vậy đó, là một cái điều nó sai rồi quý vị, nó sai rồi quý vị. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta giữ giới đến chi, để làm cho thân và tâm của chúng ta nó được yên tịnh, nhất là tâm của chúng ta nó không có bị hối quá, nó không có bị cái sự hối tiếc, nó không có bị vướng vào những cái phiền não, thì chúng ta nói chung là tất cả các pháp môn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán xét lại đến chi, để làm cho tâm của mình nó được lắng dịu phiền não. Cái sự tu tập của chúng ta làm cho tâm mình lắng dịu phiền não, chứ không phải cái sự tu tập của mình mà để mà mình đem đi đối chiếu với cái người này, người này có bằng mình không, người này học được bao nhiêu, người này học được bao nhiêu bài kinh. Thì nếu mà một người mà có cái tư tưởng đó, nếu mà ai mà có những cái tư tưởng đó thì mình không có tiến bộ. Hoặc là nếu mà ai mà có những cái tư tưởng mà đem giới định tuệ ra để chỉ trích người này, chỉ trích người kia, thì người đó không bao giờ tiến bộ. Mà hơn nữa nó sẽ làm cho, nó sẽ làm ảnh hưởng đến giáo pháp rất là nhiều. Quý vị biết chúng tôi nhớ có lần chúng tôi đọc một cái vị trưởng lão đó cũng có danh tiếng. Cái vị trưởng lão đó nói rằng mình đem giới lực, hoặc là mình đem những cái lời dạy của Đức Phật để mà mình thảo luận, để mà mình làm cho lắng dịu được phiền não, mình chia sẻ lắng dịu được phiền não, thì cái điều đó, đó nó sẽ làm cho trí tuệ của mình càng ngày nó càng tăng trưởng. Còn nếu mà mình đem giới lực hoặc là đem cái lời dạy của Đức Phật ra để mà mình bàn, mình với cái mục đích là công kích nhóm này, công kích nhóm kia, công kích người này, công kích người kia, thì coi như là riết rồi không có còn ai mà sẽ bàn về giới lực, không có còn ai bàn về giới lực, không có còn ai mà bàn về như thế này là định của sơ thiền, như thế này là tuệ quán, vân vân, không có còn ai bàn hết. Rồi không có còn ai bàn thì sao quý vị? Không còn ai mà tiếp cận được cái giáo pháp này. Thành ra đó, chúng ta cũng là một cái người mà gián tiếp, một cái người là gián tiếp làm cho mọi người, người ta không có thâm nhập được ở trong Phật pháp. Đó, thành ra những cái sự tu tập của chúng ta đó, như vừa rồi chúng ta đã học cái bài kinh mà ví dụ mà cái bài kinh con rắn đó,
Đó, chúng ta tu tập mà nếu mà đúng cách, giống như là cái người bắt rắn, đúng cách thì chúng ta sẽ có lợi ích. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà giống như cái người mà bắt sai, bắt rắn mà sai cách thì nó sẽ bị rắn cắn lại. Thì cũng như là chúng ta tu tập mà nó sai thì chúng ta không có đạt đến những cái kết quả mỹ mãn đó. Rồi đến cái đàn nai thứ tư đó, cũng giống như là cái hạng sa môn bà la môn thứ tư. Có nghĩa là cái đàn nai này á, là quý vị, chúng tôi thích dùng cái chữ mà vừa khôn vừa ngoan, vừa khôn vừa ngoan, có nghĩa là tìm chỗ mà núp cho mình được an toàn, rồi khi mà đi ra ăn mồi, cẩn thận đường đi lối về, rồi cẩn thận không có để cho mình bị say đắm ở trong những cái miếng mồi đó, để mà được trở về an toàn. Cuối cùng thì người thợ săn không dám đụng vô cái đàn nai này, không dám đụng vô cái đàn nai này. Thì cũng vậy, giống những vị sa môn bà la môn sống cuộc đời chân chánh, biết tìm cái chỗ để mà ẩn nấp, tu tập một cách được an toàn, rồi chuyên tâm tu tập, tu tập để mà ngăn ngừa, có nghĩa là không cho những ác pháp, những bất thiện pháp mà sanh khởi, rồi tu tập đến chi, để phát triển được những cái tầng thiền, những cái tầng thiền từ sơ thiền cho đến cái tầng thiền cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Có nghĩa là cái vị sa môn này đó, là biết cái cách tu tập, rồi cũng như giống như là quý vị thấy rằng, giống như ở trong những cái bài kinh khác, cái vị tỳ kheo sáng, đắp y mang bát, đi vào làng đi khất thực, vừa lòng với những gì mà mình có, rồi sau khi có được trở về trú xứ của mình, độ ngọ. Sau khi độ ngọ xong, đi kinh hành để mà xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi sau đó tìm một cái nơi yên tịnh, với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, tu tập chỉ quán, tu tập chỉ quán, rồi cho đến khi mà đạt đến những cái tầng thiền, và đoạn tận được tất cả các lậu hoặc, trở thành một cái vị A-la-hán. Thì cái đàn nai thứ tư cũng giống như là cái bậc sa môn, cái hạng sa môn thứ tư. Cái hạng sa môn này biết cái cách để mà tu tập, không khi mà cần dùng đến những cái mồi, có nghĩa là cần dùng đến những cái vật thực hoặc là tứ vật dụng, cái vị đó biết rằng là đối với những cái vật dụng này chỉ hỗ trợ đời sống phàm hạnh, hoặc là biết những cái thức ăn này để duy trì cái mạng sống, nhằm để thực hiện cái đời sống phàm hạnh, để thành tựu cái mục đích của một cái người mà từ bỏ gia đình, xuất gia, để mà chứng ngộ đạo quả giải thoát, chứ không phải vì cái sự xuất gia, vì cơm áo, hoặc là y phục, không phải là vì những cái vật dụng đó. Thành ra cái vị này biết thọ dụng một cách vừa chừng, một cách vừa đủ, và không có tham đắm. Đó thì đối với cái bậc sa môn thứ tư này đó, sa môn bà la môn thứ tư này á, là coi như là tu tập mà không có tham đắm, mà đạt đến đạo quả giải thoát, vừa có được thiền chỉ, vừa có được thiền quán, và đoạn tận được những cái lậu hoặc. Thì quý vị thấy rằng bốn cái đàn nai và bốn cái ví dụ của sa môn bà la môn đó, thì chúng ta thấy rằng đối với cái bài kinh này đó, thì theo chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng là giống như cái cuộc đời của chúng ta vậy đó, giống như cái cuộc đời của chúng ta bây giờ đó, là chúng ta không biết rằng là chúng ta đang ở trong cái đàn nai nào nữa. Và ở trong cái bài kinh này á, đưa ra những cái ví dụ á, cho chúng ta khi mà chúng ta suy niệm lại đó, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời mình thật sự nó là mỏng manh, thật sự nó rất là mỏng manh quý vị. Chúng ta mà không khéo đó, chúng ta tham đắm, chúng ta cũng rơi vào ác ma. Mà hãy mà chúng ta mà có cái sự mà ép sát khổ hạnh quá, chúng ta cũng rơi vào cái tầm ngắm của ác ma. Mà hãy mà chúng ta mà tự hào về bản thân mình quá đó,
thì chúng ta cũng rơi vào ác ma. Thì cái ác ma ở đây á, nó có nhiều lắm quý vị. Ác ma ở đây á, như cái bài như hồi nãy chúng ta nghe đọc đó, đối với ác ma ở đây á, nó cũng phiền não ma nó cũng có. Có nghĩa là những cái phiền não mà chúng tôi vừa kể đó, mình tham quá, mình sân quá, mình tự hào quá, thì coi như là mình cũng trở thành cái chúng sanh bị bất hạnh, bị luân hồi dài nữa. Đối với ngũ uẩn ma là có nghĩa là cái gì? Đối với cái thân này nè, danh pháp và sắc pháp này nè, là nó luôn luôn nó có cái tính chất nó khổ đau và nó sẽ bị suy sụp, nó sẽ bị biến ngoại. Thành ra đó, một người mà hiểu được, một người mà biết được cái tấm thân này của mình, thân và tâm của mình đó, là coi như là một uẩn ma, có nghĩa là nó sẽ nằm ở trong cái tầm mà sụp đổ, nằm ở trong cái tầm mà bị hủy hoại, hoặc là nó nằm ở trong cái tầm khổ đau, thì chúng ta mới đi tìm giống như là cái hạng sa môn thứ tư để mà lo tu tập, không có tham lắm. Hoặc là cái ác ma ở đây cũng được nói là cái hành quy ma, có nghĩa là những cái nghiệp mà nó tạo ra cái kết quả cho chúng ta luân hồi, hoặc là nó buộc chúng ta vào ở trong, muốn nó buộc chặt chúng ta vào ở trong cái dòng sanh tử luân hồi đó. Còn cái ma mà thứ tư á, cái trường hợp thứ tư là thiên tử ma, có nghĩa là những cái vị chư thiên ở trong cái cõi trời dục giới có nhiều cái thần lực, nhưng mà quý vị thấy rằng á, cũng có chư thiên chánh và chư thiên tà. Có nghĩa là nói về thiên tử ma đó, thì quý vị thấy rằng á, có cái hạng thiên tử này là coi như là cứ đố kỵ, cứ có cái tánh đố kỵ với cái người tu, đố kỵ với những cái người mà hành thiện. Thành ra cái thiên tử ma này cũng ưa cản trở lắm, ưa cản trở lắm đó. Rồi đối với cái ở trong cái chữ ma rá này đó, có cái hạng thứ năm là như thế nào? Có nghĩa là tử thần ma, là cái sự chết nó luôn luôn nó kề bên mình. Thành ra chúng ta thấy rằng là mình có cái cách mà mình niệm chết đó, quý vị. Chúng ta biết rằng là cái chết nó chắc chắn nó sẽ đến với chúng ta, mà chúng ta chỉ có không biết là mình chết ở trên bờ hay là ở dưới nước, hoặc là mình chết bằng tai nạn hay mình chết bằng cái cách nào, nhưng mà cái chắc chắn cái sự chết nó sẽ tìm đến mình, nó luôn luôn nó đang rình gặp mình đó. Thì một người mà tu tập đó, mình hiểu được cái ma đó, chữ ma rá đó, là cái sự phá hoại, cái sự mà đem lại bất hạnh, xấu xa. Thành ra chúng ta mới tu tập để mà thoát khỏi cái tầm quản lý, cái tầm khống chế của ma đó. Thành ra đó, chúng ta tu tập, chúng ta phải làm sao để mà mình giống như là cái hạng sa môn thứ tư, hoặc là giống như là cái đàn nai thứ tư đó. Chứ không thôi thì nếu mà chúng ta ngồi suy nghĩ, suy niệm lại đó, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, là nó giống, chúng ta cũng giống như là những cái đàn nai vậy đó. Nó sẽ luôn luôn bị cái sự rình rập của cái người thợ săn đó. Mình không bị người thợ săn thì cũng bị quyến thuộc của người thợ săn đó. Thì cái đời sống của chúng ta, chúng ta không bị ma nó chi phối thì cũng bị quyến thuộc của ác ma nó chi phối. Thành ra đó, chúng tôi qua cái bài kinh này đó, chúng tôi thấy rằng đó, thật sự ra đối với cái cuộc tu đó, đối với cái sự tu tập đó, thì nó rất là mỏng manh, nó rất là mỏng manh. Mình không khéo, mình chỉ cần mà trật một chút xíu thôi là lập tức sẽ rơi vào con đường của ác ma, hoặc là rơi vào cái tầm tay của ác ma đó. Thì chúng tôi cũng như vậy, quý vị cũng như vậy. Quý vị tu tập mà chỉ cần mà quý vị mà bị tham đắm quá với cái cuộc đời này thì mình cũng rơi vào ác ma. Rồi quý vị, nếu mà quý vị mà không có kiến thức mà quý vị ép mình vào khổ hạnh là cũng rơi vào ác ma. Mà nếu mà quý vị mà tự hào mà nghĩ rằng là mình ở đây mình rất là giỏi, ở đây là cái gì mình cũng hiểu đó, thì mình cũng rơi vào ác ma. Chúng tôi nghĩ rằng là
chỉ có là chúng ta phải khéo léo khôn ngoan, là chúng ta khéo léo là chúng ta tu tập, là chúng ta có tạo thiện pháp, hoặc là chúng ta tu tập được cái gì đó, thì chúng ta chỉ có thấy rằng là mình hoan hỷ ở trong cái điều đó, mà mình không có bị đắm nhiễm, cho đến khi nào mà mình đoạn trừ được những cái kiết sử, cho đến khi nào mình đoạn trừ được những cái lậu hoặc, thì lúc đó là coi như là mình mới chắc chắn là mình thoát khỏi cái tầm tay của ma vương, những cái sự khống chế của ác ma. Chỉ có những cái lúc đó thì chúng ta mới được quyền để mà chúng ta thông dong tự tại với cái sự đường đi, với cái sự mà mình đã tỏ rõ đường đi lối về. Đó thì kính thưa kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với bài học ngày hôm nay nói về bốn đàn nai như là bốn cái hạng sa môn, và hạng thứ là thoát được tay của ác ma, giống như là cái đàn nai thứ tư đã thoát được với cái tầm tay của cái người thợ săn. Chúng con xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ thời gian, nên chúng con xin được giúp lời với cái phần phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới luân hồi, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sau tu kinh trình đại thừa Phật tính, bạch thượng tọa từ siêu thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa từ siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Yeah. Quý vị có thể thấy sự tổng thừa siêu trả lời chưa ạ? Sự tổ pháp đang nghe, sự tổ pháp đang có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu sự tổ pháp đang nghe được, thỉnh sự tổ pháp đang trả lời cho cô thảo luận đục đi. Và quý vị quan hệ post cho cô thảo luận số 1 đi. Và chúng tôi hiện không có post được quý vị nào post cho cô thảo luận số 1. Thường tọa pháp đăng ngây thường thường á, quan điểm của chúng ta là dù tu đúng hay tu sai gì thì tu có đúng phương pháp, có đạt được cái kết quả hay không, cái chuyện đó đối với chúng ta phần lớn là không quan trọng. Quan trọng mình thấy người đó họ tu mà khổ hạnh hay họ tu có vẻ là khắc kỷ thì mình thấy là tốt rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài nói là lợi dưỡng hay khổ hạnh, hoặc là bị rơi vào cái bẫy của hí luận tri kiến, thì cả ba đều là thất bại hết. Thì Đức Phật có tán thán gì với ba cái hạng sa môn đầu tiên ở trong bốn hạng sa môn không? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ học đây. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Khi mà chúng ta nghe Đức Phật ngày nói về cái bài kinh bảy mồi, ngày nói về cái ngụ ngôn của bầy nai đó, thì thật sự thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta tính về cái nội tâm đó, ví dụ một cái người mà họ tu tập mà cái nội tâm của họ hiểu một cách đúng đắn á, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Bởi vì thường thường đó là căn cứ vào cái nội tâm của chúng ta để chúng ta định cái nghĩa là cái sự tu tập của chúng ta nó tiến bộ đến mức độ nào. Thì thường thường đó thì chúng ta biết rằng á, nếu mà mình lợi dụng lợi dưỡng nhiều quá đó,
nghĩa là cái tâm tham mình nhiều, tâm tham mình nhiều. Còn khi mình khổ hạnh đó, mình khổ hạnh đó, thì cái tâm tham mình nó ít, tâm tham mình ít, nó có thể khuynh hướng là bởi vì một cái người mà khi mà họ lợi dưỡng quá đó, thì lợi dưỡng là gì? Là đầy đủ quá, đầy đủ, có nghĩa là đầy đủ quá như vậy đó, thì mình hiểu rằng cái bất thiện trở bất thiện, hoặc là thiện thì nó cũng có nhưng mà nó rất là ít. Nhưng mà thường thường thì cái tâm mà nếu mình tu tập đó, mình có khổ hạnh đó, có nghĩa là mình có cái hướng tu đó, mà nếu đúng đó, thì cái tâm chúng ta là có cái tâm thiện, thì cái tâm thiện nó làm cho chúng ta hạn chế bớt những cái tham đắm. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà chúng ta mà giữ giới hay là chúng ta khổ hạnh đó, mà chúng ta lại chê người đó, thì cái đó là cái tâm thiện nó bị liên quan đến cái tâm bất thiện. Mình thường gọi là bất thiện, thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là do mình thấy người ta tu mà người ta như thế này thế kia đó, thì cái sự thấy đó đó, mình sanh ra cái sự phê phán người ta. Nên chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với các cái hạng sa môn, cũng từ đó mà chúng ta hiểu. Có nghĩa là những cái vị mà khổ hạnh mà hiểu được á, bởi thường thường chúng ta thấy 13 cái pháp đồ đà đó, 13 pháp đồ đà nó cũng giống như khổ hạnh vậy. Nhưng mà nếu người đó hành á, với cái ý nghĩa là để thiêu đốt những cái lòng tham mình á, thì gọi là đúng. Thiêu đốt lòng tham mình thì đúng. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng còn cái lợi dưỡng đó thì không thấy nói đến để mà thiêu đốt cái lòng tham. Vì lợi dưỡng có nghĩa là chúng ta có cái khuynh hướng sống thụ hưởng. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà họ có cái tâm tu tập, họ có cái tâm tu tập có nghĩa là họ biết biết dừng lại, biết dừng lại ở trong cái sự ăn ở ngủ nghỉ, mình gọi chung là những cái vật chất á, vật chất mình nó nếu nó quá nhiều đó. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái vị mà khổ hạnh đó thì vẫn được Đức Phật ngày khen. Có nghĩa là với cái sự hiểu mà mình hạn chế bớt, cũng như là cái lời dạy của Đức Phật nói về cái sự ăn tàn thực á, một cái vị mà đến rồi đói lả nhưng mà người đó ăn, và cái người mà đói lả nhưng vì nó không ăn, nhịn đói đến hôm sau. Thì ở đó Đức Phật này muốn cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có cái sự thiếu thốn như vậy đó, chúng ta sẽ có cái sự suy nghĩ về cái nỗi khổ đói khát, cái nỗi khổ chiến tranh, nỗi khổ đọa xứ, để chúng ta có cái sự nỗ lực tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy thì chúng ta biết rằng đối với một cái người mà họ có cái sự tu tập đó, họ có cái sự tu tập, có nghĩa là họ có cái sự suy xét về cái nỗi khổ, thì họ vẫn hơn những người mà họ sống họ không có thời gian suy xét. Như vậy thì khi một người mà vướng vấp vào cái thường thường thì chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, nó có thể là có cái sự suy tư, nhưng mà có sự suy tư nó cũng có sự vướng mắc. Thì chúng ta thấy về 62 cái loại tà kiến đa số là của những người tu. Có nghĩa là những người tu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng tuy rằng như vậy, nhưng mà có những người khi mà họ hành trì đó, họ hành trì mà họ có cái sự hành trì nhưng mà họ chưa có đạt được đó, khi mà ai đó nhắc nhở đó, thì họ sẽ có suy xét, hoặc là họ gặp những cái trường hợp thì họ sẽ tự suy xét.
Thì chúng ta thấy cũng như là trong những cái câu chuyện bổn sanh đó, có những kiếp Đức Bồ Tát này cũng bị những cái sự chi phối, bị những cái sự chi phối bởi cái sự cao ngạo về cái sự tu tập của Ngài. Nhưng mà khi mà gặp những vị Phật độc giác á, vị Phật độc giác biết rằng á, cái vị đạo sĩ này đó sau này sẽ thành Phật Gautama, nhưng bây giờ bị cái sự cao ngạo, thì cái vị đạo sĩ, cái vị Phật độc giác đó mới dùng cái cách, dùng cái thần thông bay lên, thì bay đi rồi cảnh tỉnh cái vị đạo sĩ. Thì vị đạo sĩ mới nghĩ rằng cái thân thể của mình nặng nề như vậy, cái thân thể của vị kia cũng vậy, nhưng mà vị kia có khả năng để bay lên. Như vậy là vị đó có cái khả năng hơn mình, nhưng mà tại sao là mình lại không có, mình không có chịu đê tâm, mình không có chịu cầu học, mà mình không có làm những cái thiện sự công đức như là phục vụ hay là cúng dường, mà mình lại tự cao tự đại về cái sự khổ hạnh tu tập của mình. Thì nói như vậy thì để cho chúng ta thấy rằng á, nếu mà một cái người mà họ có tu tập đó, họ có tu tập đó, thì tuy rằng họ bị vướng vào những cái ác pháp, nhưng mà khi mà có cái điều kiện á, thì họ có cái sự suy tư, có sự suy tư lại để họ từ bỏ những cái kiêu mạn của mình, để họ có thể thực hành một cái hướng để đưa đến cái sự giác ngộ vậy thôi. Nhưng mà nếu một cái người mà thường họ lợi dưỡng đó, nghĩa là họ sống mà họ thụ hưởng quá đó, dù là có gì đi thì họ cũng khó suy xét. Không phải là họ không suy xét được, nhưng mà họ khó suy xét. Nên chính vì vấn đề đó, nên ở trong cái bảy mồi này đó, thì chúng ta thấy có những đàn nai đó được Đức Phật ngày thí dụ cho cái sự lợi dưỡng, nhưng mà cũng có những đàn nai đó Đức Phật thì thí dụ cho cái sự khổ hạnh. Nhưng mà ở cái sự nỗ lực đó, thì cái sự khổ hạnh đó, nó có cái một ít gì đó, nó tương đối là nó có thể tiến bộ được. Nhưng mà nếu mà lợi dưỡng đó, thì nó rất là nguy hại. Thì chúng ta cũng thấy như những cái loại tà kiến vậy đó, thường kiến nó vẫn đỡ hơn cái đoạn kiến, nó cũng là tà kiến. Nhưng mà thường kiến có nghĩa là người ta nghĩ có một cái linh hồn nào đó, có một cái sự thượng đế thần linh, có một cái cảnh giới nào đó, nó vẫn đỡ hơn cái người họ nghĩ chết là hết. Cái người mà nghĩ chết là hết đó, cũng là cái tà kiến, nhưng mà cái đoạn kiến nó nguy hiểm hơn cái thường kiến. Thì cũng như vậy, nếu một cái người mà họ khổ hạnh đó, họ vẫn đỡ hơn cái người lợi dưỡng. Thì chúng ta hiểu cái sự phân biệt của Đức Phật như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cái phương diện mà người ta có khắc chế được lòng tham ít, một chút ít đó, nó vẫn đỡ hơn cái người mà họ lợi dưỡng họ nhiều lòng tham. Chúng ta hiểu như vậy. Nên vậy thì những cái đàn nai á, bởi vì chúng ta biết rằng mình tu tập á, mà thoát qua hết những cái kiến sử phiền não, nó không phải là dễ đâu quý vị. Nó giống như cái bài kinh thất tịnh gì đó, từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, tới đoạn nghi tịnh, rồi đạo vi đạo tri kiến tịnh. Nó phải từng tự lên. Nhưng mà khi một người mà họ có cái sự tu tập đó, họ có sự tu tập giới tịnh đó, thì họ có thể có tâm tịnh. Tuy rằng họ sẽ bị những cái kiến sử kia chặn lại, nhưng mà họ cũng được qua những cái giai đoạn. Họ cũng được qua những cái giai đoạn mình gọi là họ có một cái sự tiến bộ trong nội tâm. Chúng ta hiểu như vậy thì nó mới chính xác. Chứ không phải là cái người mà họ mà tu tập đó, thì thường thường chúng ta biết là một cái người tu tập đó, chúng ta thường nói là nó có một cái điều thiện nhé, nó làm cho cái người đó có sự thu thúc, mình nhìn thấy mình vẫn có sự hoan hỷ. Đó là chuyện mà Đức Phật này nói rằng cái người mà họ sống, họ có thu thúc theo giới luật đó, cũng là điều kiện để cho mình khởi lên cái thiện tâm. Mình đó, mà dưỡng quá đó, thì làm cho mình có cái sự dị ứng. Cái sự dị ứng. Ví dụ là có một người tu tập đó, mà họ mặc một cái bộ y, một cái bộ y mà đúng theo luật đó, với một cái bộ mà xích bóng, mà nó bóng bẩy quá đó, mình nhìn cái vị kia mình vẫn có cái gì đó khó chịu. Nhưng mà nhìn một cái vị mặc của bộ y, tuy rằng nó cũ kỹ nhưng đúng theo cái luật pháp của Đức Phật đó, thì cái tâm của mình nó vẫn có sự quan hỷ hơn là như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái nội tâm á, của mình đó, trước cái cảnh đó, thì mình sẽ biết được. Thì
Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy, không biết có hết cái ý của Thượng Tọa hay không. Con xin gửi mic lại, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Sao tu cái chân trừ tọa pháp đăng, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, thường thường chúng ta nghe nói đến là có ba cái lối sống là lợi dưỡng, khổ hạnh và trung đạo. Nhưng mà riêng ở trong bài kinh ngày hôm nay thì Đức Phật ngài đề cập đến bốn lối sống. Lối sống đầu tiên là lợi dưỡng, thứ hai là khổ hạnh, đều là bất cập, và cái lối sống thứ tư là trung đạo. Nhưng mà riêng về lối sống thứ ba thì Đức Phật ngài dạy rằng nó cũng giống như trung đạo, tức là không lợi dưỡng, không khổ hạnh. Nhưng mà những người này lại rơi vào cái hí luận của tri kiến và những cái quan kiến mà nó mang tính cách là vô bổ vô ích và bị dính mắc vào những cái kiến chấp như vậy. Thì Đại Chúng Tính nghĩ là cái lối sống thứ ba này đó, nó có hẳn thuộc về khổ hạnh hay lợi dưỡng không, hay là nó thuộc về trung đạo, và tại sao mà thường thường chúng ta chỉ nghe có ba mà ở đây là đề cập đến bốn? Thì ý kiến của Đại Đức Pháp Tích. Nam mô Bụt Tài Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong rung. Qua câu thảo luận Thượng Tọa vừa nêu lên, thì đối với hai cái lối sống đầu là một cái là lợi dưỡng, một cái là khổ hạnh, còn cái lối sống thứ tư là một cái lối sống trung đạo, trung đạo. Vậy thì còn cái lối sống thứ ba này thì nó là như thế nào, nó là như thế nào? Thì ở đây chắc con nghĩ theo cái suy nghĩ riêng của con là con nghĩ rằng là cái lối sống tư là trung đạo. Trung đạo mà ở trong siêu thế, trung đạo mà ở trong siêu thế. Còn cái lối thứ ba đó là cũng là trung đạo nhưng mà còn nằm ở trong hiệp thế, còn nằm ở trong hiệp thế. Thành ra nó vẫn còn bị cái sự chi phối của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Đó. Thành ra do tại sao mà nói nằm ở trong thế gian quý vị? Nằm ở trong cái hiện thế, có nghĩa là cái lối sống thứ ba này cũng biết về cái sự tu tập nhưng mà chưa có biết mình chứng đắc được, chưa có biết mình chứng đắc được những cái tri kiến thù thắng, mà chỉ có chạy theo cái sự suy luận của hiểu biết thôi, sự suy luận của hiểu biết thôi. Thành ra đó vẫn còn bị vướng vào ác ma, bị vướng vào cái tầm chi phối của ác ma. Thì phải nói rằng là đây là một cái lối sống mà ở trong cái đời sống tu tập hoặc là cái đời sống của chúng ta đó, cũng rất là dễ bị rơi vào. Tại sao mà chúng tôi nói về cái điều này quý vị? Chúng tôi nói về cái điều này là
do là có những người là người ta cũng đạt đến một cái gì đó, là đạt đến một cái sự hiểu biết đi. Quý vị thấy rằng có những người nói về cái kiến thức thế gian là họ phân tích từ ngữ hoặc là những cái triết lý là về cái thờ này cái thờ kia vân vân, là thì họ rất là rành, là thì họ rất là rành về cái điều đó. Nhưng mà sau khi rành rồi sao quý vị, họ lại quên đi, là họ lại cũng như là ngủ quên ở trong cái chiến thắng của mình, là ngủ quên ở trong cái kiến thức của mình, là tưởng đến đó là tưởng đến đó là hay rồi, là tưởng đến đó là tốt rồi. Thành ra dần dần họ bị rơi vào những cái bẫy mồi của ác ma đó. Vậy thì đối với cái đàn nai thứ ba hoặc là đối với cái lối sống thứ ba này đó, thì chúng ta thấy rằng là cũng đang đi ở trên con đường trung đạo. Một là chỉ mới bắt đầu đi thôi, hoặc là có đi được rồi nhưng mà chỉ nằm ở trong hiện thế, chỉ nằm ở trong thế gian thôi, chưa có vượt ngoài được. Tại vì quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nói rằng là cái lối sống này cũng là cái lối sống trung đạo mà nằm ở trong cái phần mà hiện thế, là tại sao? Tại vì cái người này người ta cũng vẫn biết tu hành đàng hoàng, cũng biết tu hành, cũng biết tu tập đồ đàng hoàng, nhưng mà chưa có đạt đến giải thoát, chưa có đoạn trừ được lậu hoặc, chưa có đoạn trừ được kiết sử, mà họ chỉ sai đắm, họ bị sai đắm ở trong những cái tư kiến, những gì mà họ biết được, những gì mà họ biết được thôi. Thành ra lúc đó, họ mới theo cái tư tưởng đó, theo cái tư kiến đó, thành ra càng ngày họ càng bị lầm lạc, càng ngày càng bị rơi vào cái tầm ngắm của ác ma đó. Thành ra đó, cái lối sống thứ ba này chúng ta cũng không nên, không nên mà theo tu tập cái lối sống thứ ba này đó. Ngoài cái chuyện mà mình bị vướng vào cái sự tham đắm, có nghĩa là cái sự mà dướng vào cái sự mà ngũ dục đó, và cái sự ép xét khổ hạnh đó, thì nó còn có cái con đường này nữa. Mà cái con đường này thì coi như là nó không có cái sự giải thoát, mà chúng ta bị lầm về cái sự giải thoát. Thì ở trong cái điều này không phải rằng ở trong thời nay mới có, quý vị. Ngày xưa cũng đã có những cái vị đã bị như vậy rồi. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà 500 vị tỳ kheo sau cái mùa hạ rồi về thăm Đức Phật, lúc đó Đức Phật đã đọc được cái tư tưởng của những cái vị tỳ này, những cái vị tỳ kheo này có cái tư tưởng rằng nghĩ là mình đã được giải thoát rồi, thành ra muốn về cũng như là đảnh lễ Đức Phật để trình bạch với Đức Phật. Đức Phật đã thấy được cái tư tưởng của các vị 500 vị tỳ kheo này, thành ra Đức Phật chưa có cho vào ở trong chùa, mà kêu các vị tỳ kheo này qua chờ ngài ở bên nghĩa địa. Thì khi mà ở bên nghĩa địa đó, thì các vị tỳ kheo này mới thấy rằng là tâm của mình còn sân, còn khó chịu khi mà gặp những cái xác chết mà nó thối rữa, rồi khi mà gặp những cái xác chết mà mới đây nó vẫn còn hồng hào, thành ra cũng khởi lên cái sự tham đắm. Thành ra các vị tỳ kheo mới biết rằng là mình chưa có hoàn toàn giải thoát đó. Rồi lúc đó Đức Phật ngài đã dùng thần thông, ngài đi đến và ngài thuyết giảng cho các vị nghe, cuối cùng thì các vị mới chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái lối sống thứ ba này đó, là có xảy ra, có xảy ra ở trong ngày xưa và hôm nay, ngày nay cũng vậy, có xảy ra. Nhưng mà được nói đến chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái lối sống cũng theo một cái con đường trung đạo. Nhưng mà trung đạo này nó chỉ còn nằm ở trong hiệp thế thôi, nó chưa có vượt qua được thế gian đó. Thì con xin có cái ý mà nói về cái lối sống thứ ba này là như vậy. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ tiêu thích sư thầy Trí Quang Hỷ, sư post cho câu thảo luận số 3 dùm sư thầy Trí ấy. Và quý vị nào có câu thảo luận số 3, quý vị quan hệ post lên cho chúng tôi dùng. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông
đang có bạn ở trước máy, xin thầy sinh viên Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Sinh viên Thông, ở trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến bốn đàn nai và thợ săn, và ngài nói rằng những người thợ săn, ví dụ cho ác ma, thì ác ma trong bài kinh này, ác ma hay là ma vương đó, là một cái cách nói ví dụ hay là một thực hữu, tức là một chúng sanh có thật. Ví dụ như bên thần học của Kitô giáo, họ đề cập đến Satan chẳng hạn, thì như ma vương hay ác ma trong Phật giáo có phải là một thực hữu không? Kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, trong cái bài kinh vừa rồi thì chúng ta thấy là những cái sự việc mà cái người hành giả đó không đạt được những cái điều mà mình muốn, thì trong bài kinh nói thì đó là do bị ác ma. Mà cả những cái người mà nếu mà có chánh niệm tỉnh giác, đeo đuổi cái mục đích tu hành của mình, thì mình sẽ lần lượt chứng được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thể qua bên tứ thiền vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng xứ, và lần lần chứng được từ sơ quả tu đà hoàng, tức là đạt được thân kiến, trừ được cái thân kiến về hoài nghi về giới cấm thủ, rồi tu đà hàm thì làm giảm nhạy cái dục ái và sân, và a na hàm là năm hạ phần kiết sử, thân kiến và nghi giới cấm thủ về dục ái và sân, và đến a la hán là trừ luôn năm thượng phần kiết sử là sắc giới, vô sắc giới, mạng phóng vật giờ vô minh. Là cái người hành giả nếu mà đi theo con đường mà Đức Phật đã giảng giải như vậy thì có cái danh từ mình gọi là thoát khỏi cái bàn tay của ác ma, là bởi vì người hành giả đó học theo đúng lời Đức Phật giảng dạy. Thành ra trong cái giáo pháp của Nguyên Thủy cho ác ma chỉ nói là cho một cái là cái sự vô minh của cái người hành giả đó, không thực hiện những lời, không thực hiện đúng đắn những lời dạy của Thế Tôn, chứ con không thấy là nói là ác ma nó hiện ra nó làm người này nọ, con không thấy cái vụ đó. Nhưng mà có một lúc mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi chứng ngộ giáo pháp ở chỗ cội cây Bồ Đề đó, thì trong kinh nói là ba người con gái của ác ma đó dụ dỗ Thế Tôn, nhưng mà dụ dỗ không được thì Thế Tôn mới chứng được cái quả đó. Chứ còn con không thấy trong giáo pháp của Thế Tôn là có một ác ma, là một thực thể, là có một cái vị đó mà phá hoạch phá phách những vị tu hành. Cái điều đó thưa sư phụ không thấy. Nhưng mà nói ra con nghĩ là cái ác ma trong giáo pháp có nghĩa là nhiều nhất có thể là do cái nghiệp, cái quả nghiệp của người tu sĩ hay là quả nghiệp của thế gian mà không đạt được những cái điều mà mình muốn đạt được, mà là bị tai nạn hay là bị trở ngại, thì cái đó thì kinh Phật nói là ác ma nó phá quấy người hành giả đó. Kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng những lời hiểu con như vậy đó, là theo là con hiểu theo từng độ này, nhưng mà con nghĩ là không đúng, và con thỉnh mời sư phụ trở lại để giảng giải thêm rõ ràng cái câu hỏi thứ ba này mà con không hoàn toàn hiểu rõ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, kính trình sư Minh Thông. Thưa Phật tử, chúng ta cũng nói thêm một điều rằng ở trong Phật giáo có đề cập đến ngũ ma, tức là tử thần ma, rồi ngũ uẩn ma, sở hành ma, pháp hành ma và thiên tử ma. Thì ở trong ngũ ma đó, thưa vì có nhiều cái ảnh hưởng ở trong cuộc sống của chúng ta bằng cách này cách khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hiện nay trên thế giới đang trải qua một cái đại dịch, chúng ta gọi là Covid Corona hay Covid 19. Thì virus Corona hay là Covid 19 á, thật sự nó là một thứ virus
chúng ta gọi đó là một thực hữu cũng được. Dĩ nhiên là người ta có thể nhân cách hóa đó, nhưng mà chúng ta hiểu rõ là ở trong thế giới của vật chất hay thế giới của tâm, thế giới của danh pháp đó, thì nó đều có hai cái lực của sự nâng đỡ, phù trì, cái lực làm cho chúng ta tồn tại phát triển, và đồng thời cũng có cái lực về sự hủy diệt. Nó cũng giống như là những bacteria hay những virus. Bacteria thì có những thứ nó cũng tàn phá cơ thể, tàn phá cuộc sống. Và cái cây mà nó mọc ở ngoài đó, thì chúng ta cũng hiểu có những cái thứ mà nó làm cây chết và có thứ làm cây sống. Thì ở trong bất cứ một cái sự hiện hữu nào thì nó đều có hai cái lực, giống như là trong Ấn giáo hay là Môn giáo họ nói về thượng đế thì có thượng đế Brahman, tức là thượng đế sáng tạo, nhưng mà có thượng đế Vishnu, thượng duy trì, thượng đế Shiva, thượng đế hủy diệt. Thì thượng đế hủy diệt cũng giống như là một cái thế lực mà gây ra những cái sự suy thoái tàn lụng. Nó không đơn thuần là thay đổi mà nó chi phối trực tiếp những cái cây mà nó bị sùng ăn. Quý vị ở miền quê quý vị biết có những loại cây mà nó bị tàn phá, bằng nhiều nó đang tốt như vậy nhưng nó bị phá. Giống như con người chúng ta đang mạnh khỏe mà gặp virus, bị lây nhiễm rồi nó tàn phá sức khỏe của chúng ta một sớm một chiều vậy. Nên chi ác ma hay là ma vương, theo trong ngũ ma đạo Phật thì thiên tử ma là những chúng sanh rất có phước và rất có thế lực, như là trong một xã hội mà có những anh chị xã hội đen vậy đó. Nhưng bên cạnh đó thì ma vương không đơn giản chỉ là những chúng sanh, mà ác ma còn có tử thần ma hay là ngũ quẩn ma, phiền não ma, hoặc là sở hành ma. Những cái loại này vẫn có những cái chi phối về phương diện này phương diện khác mà ít khi chúng ta có thể nhận ra được. Quý vị có nghĩ phó cho chúng tôi câu thảo luận số câu trả lời số 4, và không biết thượng tọa pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, thưa Thầy, đang ở đây Đức Phật ngày đề cập đến bốn đàn nai. Thì đàn nai thứ tư là học cái kinh nghiệm của những đàn nai thứ nhất và đã chứng tỏ rất là khôn ngoan. Mà thưa quý vị, không phải đây là một chuyện dụ ngôn, một ví dụ đâu. Mà nếu quý vị nào biết về các đàn nai ở trong rừng, ở ven rừng, thì quý vị hiểu rằng đàn nai mặc dù rất là hiền, rất là không có tự vệ, nhưng mà đàn nai lại rất là khôn ngoan, là một trong những cái sinh vật rất là khôn ngoan. Nó học kinh nghiệm để tránh né thợ săn. Ở trong rừng nào có thợ săn thì những đàn nai dần dà học được cái cách để tránh né thợ săn. Thì ở trong trường hợp này, Đức Phật ngài dạy về cái sự khôn ngoan của đàn nai thứ tư, và Đức Phật ngài cũng dạy về cái khéo giống như đàn nai thứ tư đối với ma vương. Thì thượng tọa pháp Đăng, thượng tọa có nghĩ rằng cái khéo đó là thuộc về trí tuệ không? Và phải chăng do cái khéo Đức Phật mà dạy rằng Phật Pháp thì dành cho người có trí chứ không phải dành cho người vô trí? Thượng tọa có nghĩ như vậy tương ứng với cái ý nghĩa của bài kinh kệ sự khôn ngoan ở trong bài kinh này chỉ cho đằng này thứ tư không? Cái tên thượng tọa. Dạ. Thì nếu mà nói qua bốn đàn nai mà Đức Phật ngày nói cái trí tuệ đó, thì thường thường chúng ta biết rằng cái trí tuệ đó là một cái điểm rất là mạnh. Mà thường thường đó, trí tuệ đó thì chúng ta thấy rằng một cái tâm năm quyền là cái tuệ quyền, hay là một trong bát chánh đạo là chánh kiến, hay một trong ngũ lực là tuệ lực, ngũ quyền là tuệ quyền, bốn nhĩ túc là thẩm nhĩ túc. Nói như vậy thì thường chúng ta biết rằng đạo Phật là người nói đến cái trí tuệ, bởi vì minh và hạnh, minh là muốn nói đến trí, cái trí đó nó làm cho cái sự thu thúc hay là cái sự thấy rõ hiểu biết, và vì đó nó tròn cái hạnh. Minh và hạnh đó hai cái nó giống như chim hai cánh vậy đó, nó không thể nào thiếu được. Nhưng một người mà có hạnh mà thiếu minh thì không được. Nên thường thường quý vị có nghe cái câu chuyện của
một cái vị cư sĩ mà hỏi về cái người chú và cái người cha của mình. Một người thì khéo léo giữ giới, và một người thì thấy sống bình thường. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng cái vị mà sống 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 có cái sự hiểu biết đó, nhưng mà thấy bình thường như vậy, và vị đó là cái vị hiểu biết chứ không phải là không hiểu biết. Nên đó, mà cái vị đó cũng là vị thánh, nhưng mà cái tuệ nó mạnh. Thành ra khi mà chúng ta thấy cũng giống như giờ năm tịnh cư thiên vậy đó, cũng là đắc được tam quả hết, nhưng mà vô phiền khác, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cố cánh, là cái người có tuệ quyền mạnh nhất. Và cái vị mà cái tuệ quyền mạnh như vậy đó, lên sắc cố cánh, vị đó niết bàn, chứ vị đó không có lộn xuống nữa. Và những cái vị mà vô phiền, vô nhiệt đó thì phải từ 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 để lên tới sắc cố cánh. Nên bình thường chúng ta nghe gọi là tuệ viên mãn đó, này gọi là tuệ viên mãn. Cái tuệ viên mãn là muốn nói đến cái đạo quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đàn nai mà Đức Phật này nói đó, là có tuệ đó là thấy rõ, hiểu rõ, thấy rõ, biết rõ. Và nếu mà chúng ta thấy, nếu mà trong bốn hạnh tu, trong ba cái hạnh tu, và hạnh tu đức tin, hạnh tu tinh tấn, hạnh trí tuệ đó, của vị Bồ Tát đó, thì chúng ta vẫn thấy hạnh tu trí tuệ là nó mau hơn chỉ bốn a tăng kỳ thôi. Nhưng mà nếu mà vị mà tu hạnh đức tin đó, thì 8 a tăng kỳ, 100 ngàn này kiếp, vị tu hạnh tinh tấn là phải 16 a tăng kỳ. Nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đó, một cái vị mà có trí tuệ như là Đức Bồ Tát của chúng ta đó, là một cái đặc hạnh. Như vậy thì thường thường chúng ta biết rằng cái sở hữu trí tuệ nó hợp trong những cái tâm thiện hợp trí, nhưng mà những cái tâm thiện ly trí nó vẫn có vô tham vô sân, nhưng mà lại thiếu trí. Mà hãy khi thiếu trí thì chúng ta phân biệt về cái tâm cho quả mạnh thì vẫn là tâm thiện hợp trí cho ra 16 quả, nhưng mà tâm thiện ly trí cho ra 12 quả thôi. Như vậy thường thường cái khéo mà Đức Phật ngài nói đó, bởi vì Đức Phật ngài trả lời cho A La Cá đời sống cái trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Như vậy rõ ràng á, và chúng ta cũng thấy cái người mà có trí họ có thể làm, cái người kia có thể làm vua, nhưng mà cái người có trí có thể làm thầy vua. Thầy vua có nghĩa là người đó họ biết cái cách mà khuyên vua tiến như thế nào, lùi như thế nào, rồi phải phòng thủ như thế nào. Và cái người có trí đó họ biết cái cách như vậy. Nên chúng ta thấy cũng như là Lưu Bị có cái số làm vua, nhưng mà phải đi cầu Gia Cát Lượng đến 3 lần lận. 3 lần đi cầu Gia Cát Lượng. Vì nếu mà có Gia Cát Lượng á, thì Lưu Bị đánh không có thua nữa. Và nếu mà không có Gia Cát Lượng á, thì Lưu Bị đánh cứ thua hoài à. Vì không có biết bố bày binh bố trận, và không có biết được cái thuận lợi để chiến đấu. Thì cũng như vậy, cái người có trí đó, nó rất là đặc biệt cái gì. Cái trí tuệ đó, cái trí tuệ đó, nó cũng là một cái rất là quan trọng, mà không thể nào thiếu trong cái đạo lộ giác ngộ giải thoát được. Nên thường thường chúng ta gọi là trí văn, trí tư và trí tu. Có nghĩa là trí văn là học hỏi, trí tư là cái sự suy tư trên cái đề mục, cho thấy tiền thấy hậu. Trí tu là cái trí mà để đoạn trừ phiền não. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cái khéo léo trong cuộc tu là cái trí tuệ khôn ngoan. Khôn ngoan có nghĩa là cái tuệ mà có cái tính đó, cái tuệ mà có cái tính quyền đó, thì cái tuệ quyền này là rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu cái tuệ mà không có tính đó, thì chúng ta phải suy xét lại. Như vậy thật sự ra thì Đức Phật này nói về cái tuệ quyền đó, đó là một cái trí tuệ mà trong bát minh hay là trong các cái loại trí đó, ví dụ mình nói rằng ở phi nha, những cái thắng trí đó, những cái thần thông đó, đều là phải có cái trí để tu tập và đạt được thần thông. Chứ còn nếu mà cái người mà tục sinh có trí đó, mới tu chứng thiền, chứng đắc đạo quả được. Nên chúng ta thấy cái phần trí Đức Phật ngài nói rất là quan trọng ở trong Phật giáo, tục sinh có trí và không có trí. Như vậy thì con nghĩ rằng cái khéo léo của cái cuộc tu nằm ở cái trí tuệ rất là nhiều, vì cái người đó cũng suy xét biết được cái giai đoạn, suy xét biết được cái sự tu tập như thế nào. Đó là cái điều rất là cần thiết.
Thì bây giờ thì con xin đổi cái mic lại, nếu gì cần nói thêm thì tỉnh được gọi nó thêm một chút xíu nữa rồi bế mạc cái buổi học vậy. Sa thú cái trình thượng tọa pháp đăng. Thưa quý vị, ở trong bài kinh bảy mồi ngày hôm nay chúng ta học đó, trong đó Đức Phật đã đề cập đến một hạng sa môn thứ ba là những người có tâm tu chịu tu nhưng mà lại rơi vào cái cạm bẫy của tri kiến, của lâm kiến, trù kiến, khoan vô kiến. Đây là một chuyện xảy ra rất là thường. Con người chúng ta luôn luôn tìm cách để thỏa mãn, và một ở trong những thứ mà người ta ít có ngờ đến đó là cái nhu cầu thỏa mãn tri thức. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình tu có nghĩa là mình học kinh điển cao siêu, mình có thể luận bàn những điều rất là hay tốt đẹp, như vậy là đời sống mình đã được thỏa mãn. Nhưng mà Đức Phật này cảnh báo rằng cái sự thỏa mãn đối với tri thức á, nó không phải là cái cứu cánh của pháp hạnh, và nếu chúng ta không khéo thì nó cũng là một thứ mồi bẫy của ma vương. Một cái lời cảnh báo rất là mạnh, và đôi khi chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có lợi dưỡng và khổ hạnh á, nó mới lại rơi vào trường hợp là dẫn chúng ta đến chỗ thất bại, nhưng mà kỳ thực rơi vào cái lâm kiến, khoan vô kiến, trù kiến, nó cũng lại là một cái cách rơi vào bồi mệnh khác của ma vương. Chúng tôi xin được kết thúc sự hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Gautama ở tại đây. Kính chương chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngày, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và lớn đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Yang kinci kusala kamang kapa bagirya mamakaye lavaja manasa didase sukatang katang yeta pasangino atiye yata pasangino katang punya pavang maya sabi pagi pawantute yetang katang suwitang gendang punya pavang maya yeta Thank you.
Chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Thanh Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Yeah.